Thật ra thì hiện nay thì các cái doanh nghiệp thật ra thì hiện nay thì các cái tập đoàn xuyên quốc gia thì đang là cái người đi đầu trong các cái mô hình kinh doanh và phát triển bền vững. Họ đã có kinh nghiệm hàng trăm năm và có rất nhiều những cái kinh nghiệm thực tiễn, những thực tiễn tốt ở nhiều cái nước trên thế giới. Cho nên cái việc mà họ có thể tiên phong, có thể đi đầu thì cái điều đó cũng dễ hiểu. Thế tuy nhiên thì cũng phải nói rằng rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay và đặc biệt là các cái doanh nghiệp lớn thì đã đang tiếp cận cái mô thức phát triển theo kiểu cái phát triển bền vững. Và hiện nay thì tại hội nghị này thì chúng ta cũng thấy xuất hiện những cái gương mặt lớn của các cái doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những cái thông tin, những cái bài học kinh nghiệm và những cái mô hình phát triển bền vững của họ. Và trong cái phần giới thiệu đây chúng ta cũng thấy đâu phải chỉ có các doanh nghiệp nước ngoài, Bảo Việt hay là Vietcombank hay là Vingroup hay là các cái doanh nghiệp khác. Phải nói là bây giờ thì các cái doanh nghiệp lớn của chúng ta cũng đã đang tiếp cận các cái chuẩn mực toàn cầu trong cái phát triển, và đặc biệt là các cái chuẩn mực toàn cầu về cái phát triển bền vững. Và đó là một cái tín hiệu rất là đáng phấn khởi. Thế tuy nhiên thì tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng không chỉ các doanh nghiệp lớn, không chỉ các tập đoàn hàng đầu phải xây dựng cái mô hình phát triển theo hướng bền vững, mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ cũng phải bắt đầu những cái bước chân kinh doanh đầu tiên của mình theo cái cách thức bền vững. Bởi vì chỉ bằng cái cách phát triển theo cái phương thức bền vững thì các doanh nghiệp nhỏ vừa siêu nhỏ mới có thể lớn lên. Và cũng xin phải nói thêm rằng trong bối cảnh hiện nay thì đạt tới chuẩn mực toàn cầu và đạt tới những cái tiêu chuẩn phát triển bền vững nó sẽ là yếu tố quyết định cái sự phát triển trong dài hạn của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp hôm nay rất lớn nhưng mà không đạt cái chuẩn mực toàn cầu, không đạt các cái chuẩn mực phát triển bền vững thì sẽ sụp đổ trong tương lai. Thế còn các cái doanh nghiệp nhỏ vừa và siêu nhỏ nếu đạt tới các chuẩn quốc tế thì có thể có cái sự lớn mạnh trong cái thời gian tới.